Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Trí tuệ không phải khôn vặt. Phương pháp thực dưỡng cũng chú trọng phát triển trí tuệ, còn gọi là trí phán đoán tối cao hoặc nhận ra trật tự của vũ trụ. Tiên sinh George Osawa, người sáng lập phương pháp thực dưỡng, cống hiến cả đời mình đi khắp năm châu bốn biển cũng vì muốn giúp mọi người thoát khỏi khổ đau bệnh tật cả thân lẫn tâm bằng cách phát triển trí phán đoán tối cao để đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và hạnh phúc vĩnh cửu. Trí tuệ và trí thông minh khác biệt nghìn trùng, nhưng đôi lúc chúng ta sử dụng đánh đồng hai khái niệm này gây ra nhiều nhầm lẫn. Trí tuệ là sáng suốt, là biết làm cái gì và biết không nên làm cái gì, là biết rõ hành động hôm nay sẽ có hậu quả, kết quả gì trong ngày mai, trong 10 năm tới, trong 100 năm tới, trong ngàn năm tới. Trí tuệ càng cao thì suy lường của mình càng sâu càng rộng. Trí thông minh sẽ giúp ta làm thành công một việc gì đó mà thôi. Ví dụ, một người có trí thông minh có thể trở thành một học sinh giỏi, một giáo sư giỏi, một nhà khoa học giỏi, một nhà bác học giỏi, một doanh nhân giỏi, một nhà lãnh đạo giỏi, hoặc cũng có thể trở thành một tên tướng cướp giỏi, một tên hải tặc giỏi, một tên khủng bố giỏi. Thông minh như nhà bác học Albert Einstein, vậy mà cũng còn mắc sai lầm. Giá như ông có đủ trí tuệ để nhìn xa trông rộng để không công bố những phát minh của ông, thì không có hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản. Và nhân loại cũng không lo sợ với đạn chạy đua vũ khí hạt nhân như hiện nay. Adolf Hitler là người thông minh như thế nào và cũng tàn ác như thế nào chúng ta đều rõ cả. Và trong lịch sử còn rất nhiều cá nhân khác nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy. Người có trí tuệ thường không sử dụng bộ óc nhiều mà thường dùng trực giác và có thể dùng thiên nhãn. Trong khi đó, người có trí thông minh luôn luôn sử dụng bộ óc và nhục nhãn. Trí tuệ thuộc lĩnh vực tinh thần và tâm linh, còn trí thông minh thuộc thể xác và vật chất. Tinh thần và tâm linh thuộc trừu tượng và rộng lớn vô biên. Thể xác và vật chất thuộc cụ thể và giới hạn, cho nên trí tuệ là vô hạn, còn trí thông minh nằm trong hữu hạn. Người có trí tuệ luôn sống thuận với tự nhiên, sống hòa thuận với mọi người, xem mọi người là bạn hữu, xem vạn vật đồng nhất. Người có trí tuệ không hề gây ra lỗi lầm của họ là dùng để răn đe người khác. Người thông minh rất dễ gây ra lỗi lầm, đôi lúc đã gây ra lỗi lầm nhưng vẫn không biết. Người trí tuệ không xem trọng cái tôi nên bình dị và bao dung. Người thông minh luôn đề cao cái tôi nên tỏ ra ngạo mạn và ích kỷ. Người trí tuệ có một tình thương rộng lớn, thương người như thể thương thân, không ai ở ngoài tình yêu thương của họ, họ luôn làm lợi cho mọi người, cho vạn vật. Người có trí tuệ không thiếu trí thông minh, nhưng người thông minh chưa hẳn có trí tuệ, ông bà mình nói. Kẻ thông minh chưa chắc có trí tuệ, người dốt chưa chắc thiếu trí tuệ. Trí tuệ không đồng nghĩa với trí thức mà là thái độ đối xử với người và việc. Trí tuệ đang nằm trong những kho tàng ở phương Đông như trong Kinh Phật, Kinh Thánh, Kinh Dịch, Lão Tử Đạo Đức Kinh, Hoàng Đế Nội Kinh. Trí tuệ quan trọng như vậy mà có nền giáo dục nào quan tâm đúng mức đến phát triển trí tuệ đâu. Hiện tại tất cả các nền giáo dục trên thế giới đều chú trọng đào luyện trí thông minh mà chưa có nơi nào đề cập đến phát triển trí tuệ, thậm chí chưa biết đến cách phát triển trí tuệ. Do vậy, xã hội hiện đại đang suy tôn trí thông minh, đôi lúc suy tôn thái quá.